Theo đó, tiền vệ Phạm Trung Tỉnh đã không được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thi đấu ở giai đoạn 2 V-League năm nay. Lý do là bởi trước đó, đội bóng của huấn luyện viên Trung Hoàng Seong đã sử dụng hết quyền thay thế bổ sung cầu thủ ở giữa mùa giải khi đăng ký hai ngoại binh Jose Otis, Ariel Rodriguez và bộ đôi Lâm Tị Phong, Trần Đình Khương trước đó. Cùng với Trung Tỉnh thì hậu vệ Tiêu Ê-san cũng không được đăng ký do vẫn chưa bình phục chấn thương mà anh đã gặp phải khi lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam. Được biết, dù không đăng ký, nhưng cả Trung Tỉnh và Tiêu Ê-san vẫn sẽ tập luyện cùng các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chứ không được đem cho các đội bóng khác mượn.